Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trộn cái giá thể để mà mình dâm canh nha. Thì cái này là giá thể dâm canh nha các bạn. Thì cái này chỉ có sơ dừa, rồi cái này trấu mình trộn từ lâu, trấu ít lắm, tỷ lệ thấp, sơ dừa và cát là chủ yếu nha. Thì bình thường thì mình trộn cái tỷ lệ của nó là 80% sơ dừa, 20% là cát tô nha các bạn. Cát những cát tô, cái loại cát tô á. Cát này nè. Đây là cái cát tô nè các bạn. Cái cát tô hạt này như này nha. Mình trộn vô thì nó giúp cho cái thông thoáng. Nó thông thoáng thì rễ của nó, rễ của cái cây nó dễ phát triển hơn nha các bạn. Đấy. Thì đầu tiên thì mình trộn sơ dừa nha. Thì bây giờ mình tiến hành mình trộn giá thể cho các bạn xem nha. Thì mình sử dụng cái thau như này cũng được, mình sử dụng cái thau hay cái xô rồi, nói chung là đều được nha các bạn trộn nó cũng được. Thì đầu tiên mình đổ sơ dừa vô, 1, 2, 3, 4, 5. Thì bình thường là mình đổ 10 phần sơ dừa thì mình đổ 2 phần cát. Thì cái này á, thì cái sơ dừa này có trộn một ít trấu á, nói chung là sơ dừa này có trộn một ít trấu nha các bạn, tại vì được thành lượng cây á. Thì mình đổ sơ dừa, mình có các bạn không có trấu thì có thể sử dụng sơ dừa, không được thì mình ra các tiệm bán vật tư cây cảnh đồ hoa lan rồi đều có bán sơ dừa nha các bạn. Cái sơ dừa mà sơ dừa cũ á, là mình ủ ở ngoài vườn mà nó đen như này á, mình sẽ chát, nói chung là để xử lý rồi mình để lâu ở ngoài vườn mình ủ á thì nó tốt hơn nha các bạn. Còn ví dụ như sơ dừa mới á, mà mới lấy ra thì nếu mà không xử lý thì nó sẽ kém hơn, nó không có tốt bằng cái sơ dừa cũ. Thì 10 phần á thì 2 phần cát, thì mình tiến hành mình lấy cát. Đây là cái tô nè các bạn, thì mình đổ đều lên này, mình đổ đều cái tô lên. Sau khi mình đổ đều cái tô này, mình tiến hành mình trộn lên nha. Đấy, mình tiến hành mình trộn lên, mình trộn đều lên nha các bạn. Đấy, cái sơ dừa thì giúp cho cái giữ ẩm, còn cái cát thì giúp thoát nước thoát khí. Thì cái rễ cái nền đất nó có oxy thì cây nó phát triển nhanh có rễ hơn nha các bạn. Đấy, mình trộn cho nó đều hơn xíu. Đấy, mình trộn đều cái cát với lại cái sơ dừa nó đều đều. Cái sơ dừa mà muốn nó đều với cái cát thì cái sơ dừa nó phải ẩm một xíu thì nó mới trộn đều với cái cát được nha các bạn. Nếu mà sơ dừa mà khô á thì sơ dừa nó nhẹ thì nó nằm ở trên, nó không dính lại được cái hạt cát nha các bạn. Nên các bạn chú ý thì như này thì nó sẽ ra được cái hỗn hợp để mình dâm cây, mình dâm bông thang, mình dâm hoa hồng, mình dâm bất cứ cái gì đều tốt nha các bạn. Để mình dâm cây đều tốt, nó ra cái hỗn hợp như này. Đấy, đấy các bạn thấy á, mình bóp vào thì nó đụng tơi. Thật ra nếu mà cái sơ dừa, lượng sơ dừa như này nhiều á, mà mình trồng lâu dài thì không tốt nha các bạn. Cái sơ dừa nhiều như này thì khi mà để ngoài mình tưới nước không rút được, nhưng mà dâm ủ á, mình không có tưới, mình không cần tưới thì nó rất là phù hợp. Cho nên các bạn chú ý nha, không phải là cái sơ dừa trộn như này là trồng cây tốt nha các bạn. Sơ dừa trộn như này thì chỉ có dâm ủ là tốt thôi. Dâm cây tốt thôi nha, tại vì mình không có cần tưới. Trong thời gian khoảng 1 tháng mình không có tưới thì cái cây nó giữ ẩm được. Còn ví dụ như mà các bạn mà dâm ủ ngoài trời á, cái này phù hợp dâm ủ ở trong chậu mà để trong nơi không có mưa nha các bạn. Còn ví dụ như các bạn mà dâm ủ ở ngoài trời mà có mưa á, với lại mình tưới thường xuyên á thì các bạn phải trộn tỷ lệ khác nha. Các bạn có thay thế bằng cái tỷ lệ là 50% trấu và 50% sơ dừa nha các bạn. Thì nó phù hợp hơn. Đấy. Mình thì nếu mà dâm ủ thì không cần con chuồng rồi gì đâu các bạn. Mình chỉ tạo điều kiện phù hợp cho cái nền rễ là phát triển tốt là được rồi. Rồi cái mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Nếu mà các bạn thấy video mà hữu ích, các bạn nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nha. Rồi, cảm ơn các bạn.